đây, anh đóng mà anh không cần, cái có cái cần đó nhưng mà anh không cần cần. Thế là bắt đầu là anh đóng, anh nói là cháu đóng là đủ đủ ký. Một bao là 36 ký là cái 36 ký. Ôi trời trời, ngay chốc là 36 ký đây nè. Đó. Một bao 36 ký đây. Giỏi quá là giỏi luôn. Nhìn thấy cũng đẹp ha, thấy không? Rồi bỏ đây. Không có thu. Bỏ đây là vắt đó. Bà con nào mà chẳng hạn như là ăn cải dưa rồi các thứ thì ra đây mà cắt. Ngon lắm chứ. Nè, mấy cái ngon này mới ngon nè. Đây mình cho bà con coi xem cái cải. Này là cải gì đây cháu? Cải dưa chú. À đây là cải dưa ha. À, đây là cải dưa của Đức Trọng đây. Trời ngon chưa? Mấy cái đọt này mà làm dưa thì tuyệt vời luôn hả nè. Cái đọt này mà làm dưa thì tuyệt vời luôn. Cải dưa ngon lắm. Đẹp chưa? Cải dưa của huyện Đức Trọng đây. Trời ơi, nó tốt chưa? Đó đó. Mấy thanh niên này chặt xong cái là gom lại kia kìa. Nhìn quá đẹp luôn ha. Cái bạc này đẹp ha cháu ha. Vâng ạ. Bạc này đẹp. Bạc này đẹp. Đây đó, cả dưa đó. Cả dưa ba thanh niên đang thu hoạch đó. Đó ha, đẹp chưa? Một cây hai cây này được ký không? Dạ được. Hả? Hai cây được ký hả? Dạ. Mà hồi đôi khi hai cây hơn ký đó. Ha. Vâng. Cái to quá mà. Ừ, hai cây ký là đẹp hả? Mùa bữa nay nó không được lộn lắm. Hả? Mùa bữa nay nó không được lộn lắm. À. Mùa Noel nó mới đẹp. Mùa Noel nó mới đẹp hả? Dạ. À thì mùa Noel là cái mùa mà cũng là một vào Tết để mà người ta làm dưa đó hả? Dạ. Nó đẹp hơn. Hả? Biết luôn hả? Nhưng mà cái vạc này đẹp đây hả? Dạ. Vạc này đẹp quá chừng luôn. Mình chặt cho chủ ở đâu đây cháu? Dạ, chủ ở Lạc Lâm cho. Dạ hả? Đơn Dương. Chủ ở Lạc Lâm Đơn Dương đây. Lạc Lâm Đơn Dương làm cải dưa cũng nhiều lắm hả? Vâng ạ. Thế nó mình thấy bên Đơn Dương làm cải dưa nhiều lắm. Mà chủ là mua vườn này hay là vườn này của chủ Lạc Dương luôn? Dạ, à, mua chú ơi. À mua lại hả? Chứ vườn này hôm trước trồng chú thấy trồng cà chua trúng lắm rồi. Dạ đúng rồi, vườn này nó trước trồng được tí mấy đấy. À, giá là múc cần không à? 30 ngàn một ký. Ừ. Từ thu hoạch cho đến sau cùng là được giá cao hết á. Đạt chưa? Cái đẹp quá là đẹp luôn hả cháu ha. Dạ. Cái này biết được cái giá khoảng bao nhiêu cháu biết không? Dạ hôm nay rẻ chú ạ, còn 60-70 ngàn một bì thôi. 60-70 ngàn một bì bao nhiêu ký? Dạ 30 ký chú ạ. 30 ký 60-70 ngàn thôi hả? Vâng. Trời ơi, rẻ quá không? Dạ. Mùa này là khó làm lắm chứ không có dễ làm đâu. Mùa mưa này. Nhất là xuống với thảo bây giờ cũng rẻ. À thả xuống thì có một bịch 30 ngàn, một bịch 40 ký 30 ngàn. Dạ. Chịu nổi không? Rồi cải thảo cũng rất là rẻ, bà con muốn bỏ luôn. Xà lách cũng rẻ. Mà báo đài thì không biết lấy cái tin từ năm ngoái hay sao đó mà cứ nói là rau đang được giá. Hoa thì hoa cúc thì được giá một tí xíu thôi. Mấy cháu chặt nhanh như vậy chú, sao chú quay được? Nhanh quá là nhanh luôn, mới cái vạt này mà thấy thoáng cái là làm xong rồi. Ba thanh niên này cũng nhanh thay thật đó. Chụp chặt cho chủ Lạc Lâm đi. Rồi chủ chiều qua chở ha. Dạ. Đó đẹp chưa? Vườn cải rộng mênh mông kìa. Đẹp chưa? Cải dưa đẹp lắm luôn.
dừa đấy, cả dừa cũng được trồng đó. Đẹp chưa? Bà con từ sáng sớm nó thu hoạch rồi, sáng giờ là chở một chuyến rồi. Cái cây cả to nha, cây cả to đung luôn. Đó, cái cây cải nó cứ mơn mởn vậy, giữa trưa nắng mà cứ mơn mởn như vậy, nhìn mai mà chẳng thích, phải không? Đó. Thấy đẹp không? Giờ bà con mình bắt đầu là đóng vào bao đây. À, cái mùa này nếu mà nó ướt ướt giờ mình đóng vào bao thì nó sẽ đỡ hư đó ha. Chứ mà nếu mà mùa này mà đóng vô bao ni lông thì nó dễ hư đấy. À, đóng đi Hà Nội hả? Hà Nội mưa quá mà rau hoa đâu có tồn tại được đâu ha. Cho nên là hàng đóng Hà Nội là tốt đó. Đúng rồi, đi Bắc. Ừ. Mùa này cây ngò rồi các thứ bà con nó nhổ kia kìa, là cũng đi Hà Nội là chính. Hà Nội ra ăn ngò nó non non tí. Ngò rí á. Mình đóng vào cái bằng cái rau này, bằng cái bao bao lưới này như thế này, bao thưa như vậy, xong bắt đầu đưa lên mà chở bằng xe đông lạnh nữa. Chắc cái này cần phải chở xe đông lạnh không ta? À, xe thưa thế hả? À, xe lớn nó vào bốc luôn chứ không cần xe đông lạnh. À, xe nó bốc đi luôn hả? À, vậy là nó sắp hàng bên đó rồi, nó làm hàng bên đó xong bắt đầu là tiếp tục nó chạy qua đây nó lên hàng, đi thẳng luôn, khỏi phải bốc lên bốc xuống, khỏi phải tiền bốc xếp rồi thêm nữa, nó nặng lắm, đúng không? Rau hiện tại nó đã rớt giá rồi, nó không được giá rồi mà nó bị gánh những cái tiền chi phí bốc xếp vận chuyển là nhiều quá là bà con thua. Nhìn thấy cũng đẹp à, thấy không? Rồi bỏ ở đây không có thu, bỏ ở đây là vắt đó. Bà con nào mà chẳng hạn như là ăn cải dưa rồi các thứ thì ra đây mà cắt ngon lắm chứ. Nè, mấy cái ngon này mới ngon nè. Mình là mình mê ăn cái ngon này nè. À, cái ngon này nè, cái ngọc này mới ngon nè. Không, cái ngọc này mà luộc ăn cũng ngon, mà làm dưa cái ngọc này ngon nè, thích lắm thôi. Nó chua chua mà nó nhai giòn rụm mà nó đã lắm. Không, cây nó lên ngọc tới trên này là bà con bỏ, nhưng mà thật ra là cái ngọc này ăn mới ngon. Đó, đây ngọc này mới ngon đây. À, luộc chấm nước mắm nhỉ, tuyệt vời luôn. À, giờ đóng bao bao nhiêu ký? 36 ký chuẩn bị còn 35 hả? Dạ. À, vì sao đi Bắc thì nó phải đóng thêm
à, hào là vừa. À ra kia nó hao là vừa, với lại đôi khi có một tí nước này ha. Dạ. À, ra đi trên đường đi nó bốc hơi là vừa. Dạ. À đúng rồi, đúng dư do một tí xíu cho bà con thoải mái ha. Dạ. À, thiếu ký nữa, thiếu ký là mệt nữa. Rau cải dưa này là ăn cái món nào là ngon nhất? Cái này hả? À. Cái này có muối rồi xào. Xào, xào cũng ngon hả? Xào cũng ngon mà. Gà, gà, hấp gà cũng ngon nữa. Hấp gà cũng ngon. Dạ. Mà luộc, luộc chấm nước mắm nhỉ? Dạ. Luộc với lại cái trứng vịt, kèm với vài cái trứng vịt. Một dĩa kèm vài cái nước vịt với lại nước mắm nhĩ nữa cũng ngon lắm á. Ăn tuyệt vời luôn chú ạ. Ừ, ngon lắm. Ngon, cái này được rồi, cái làm cái gì cũng ngon cả. À, làm cái gì cũng ngon, dễ ăn hả? Dạ. Rồi, mấy cháu có đem về ăn không? Không, cũng lâu lâu thôi. À, lâu lâu thôi chứ ăn hoài nó ngán hả? Rồi. Ăn nhiều quá mà, ăn rồi tiếp xúc cả ngày đó, nhìn ngày, nhìn thấy nó là sợ rồi hả? Đi làm cả ngày. À. Lâu lâu, thèm thèm lâu lâu lấy vài cây về ăn thôi. À. Cháu, tụi cháu là để Thanh Hóa đi vào, vào thẳng trong này đi làm hả? Dạ. Là vào lâu chưa? Dạ, vào mười mấy năm rồi chú. À vậy hả? Dạ. Mười mấy năm rồi hả? Ở trước giờ mình ở bên đó rồi, mình có nhà ở hay là gia đình, cả gia đình vào hay là vào một mình? Dạ, cả nhà rồi chú ạ. Vậy hả? Rồi mua nhà, mua đất chưa? Dạ không, ở trong này con không mua đâu mày. À. Làm xong rồi là Tết về thôi hả? Dạ. À, vậy là vào đây là ở nhà của chủ nó họ lo hả? Không, mình thuê á. À, mình thuê nhà trọ ở hả? Nhà trọ. À, vậy à. Bên Đức Dương nhà trọ mắc không cháu? Tùy theo chỗ chú ạ. À. Chỗ 1 triệu, chỗ mấy trăm cũng có. À, 1 triệu cũng có, mấy trăm cũng có. Dạ. Ở rẻ rẻ đâu cần ăn nhiều ở bao nhiêu ha? Mình đi làm cả ngày. Đúng rồi, về có chỉ cần có chỗ nghỉ được rồi ha. Mình sao mình đi làm cả ngày thế này thì có được buổi tối mình làm mình nghỉ thôi. À đúng rồi, có tắm rửa rồi các thứ ăn uống rồi nghỉ cho nó khỏe rồi sáng mai lại đi làm tiếp. Ăn uống xong rồi sáng mai là đi thôi chứ. Ừ. Chắc cũng được, cuộc sống là đơn giản, xong rồi Tết là cơ bản là Tết là mình đi về ngoài đó ha. Dạ. Rồi Tết xong rồi mẹ vào. Tết thường thường là hôm mấy Tết mới về? Tầm 20 về sớm sớm tí chứ về trễ là nó mắc lắm à ha. Dạ. Về trễ là giá vé nó mắc lắm. Đợt năm vừa rồi về học ca nhà hết 6 triệu á. Hả? Đợt về Tết năm ngoái á. À. Cả nhà mấy người mà hết 6 triệu? 4 người. 4 người hết 6 triệu đi ra thôi. Cả ra cả vào. À cả ra cả vào á, vậy thì cũng được. Dạ. Nhiều lúc mình thấy nó lấy cả giá vé cả 2 triệu một người á. Tội vậy đó. Bà con làm nông mình mà chịu cái giá vé đó thì ai mà chịu nổi. Dạ. Ừ. Mặt cho đất bán lưng cho trời, giải nắng dầm sương mà cuối cùng rồi cái là có mấy trăm ngàn một ngày à. Tết về nó quất cho một đống làm cả tháng lương luôn rồi, chắc chết quá. Tết rồi về nuôi nhà xe rồi đấy chú ạ. À, Tết rồi về nuôi nhà xe. Tức quá, kiếm chiếc xe nhỏ, Tết chạy về luôn. Tao làm đến 30 Tết tao về luôn. À. Không có được cái ngày Tết chú. À, cái ngày Tết đúng rồi, đoàn tụ gia đình, bà con thân thuộc, rồi mồ mả ông bà ha, quê hương mà, thì ai cũng vậy hết. Đi đâu thì đi, chứ mà đến hồi Tết là phải về đoàn tụ. Con cái nữa. Cháu ơi, cháu đóng như vậy rồi không cân thì cháu cột lại thì làm sao? Không, cháu đóng quen rồi chú ạ. À. Quen rồi hả? Dạ. Đóng giờ quen rồi hả? Vâng. Cứ thế rồi tính thôi hả? Thế lên thôi. Lên thôi rồi bắt đầu ra người ta quy cái này là bao nhiêu ký? 36. 36 hả? Ô cha giỏi quá ta. Chập nữa mà mình có cơ hội mình thả thử lên coi thử coi. Có phải không? Sao mày giỏi thế? Đây này, có con chú Ba rồi. À. Đó, anh đang cầm thử bao nè. Đây, anh đóng mà anh không cần, cái có cái cần đó nhưng mà anh không cần cần. Thế là bắt đầu là anh đóng, anh nói là cháu đóng là đủ ký. Một bao là 36 ký, là cái 36 ký. Ôi trời trời, ngay chốc là 36 ký đây nè. Đó. Một bao 36 ký đây. Giỏi quá là giỏi luôn. 36 ký. Không cân không chết nữa. Quá giỏi. Không, chú
Hay ha, có nghề rồi, mười mấy năm là đúng rồi. Nếu mà mình đóng đây mà mình xót mà nó sai ký cái ra ngoài kia nó trừ chủ, là chủ nó trừ mình hả? Giỏi thiệt á, anh đóng đều tay rồi, quen cái tay rồi, anh ép cỡ nào, sắp cỡ nào, bao nhiêu cây vô là một một bao là 36 kg, trừ bị còn 35, là tức là dịu dao tí xíu để mà nó bay hơi nước rồi các thứ đây nè. Mình đập xuống như vậy là chú thấy là nó còn ướt ướt cái lá dưới đó. Là nếu mà đóng nó vô thì thật ra nếu mà ướt ướt vậy thì đóng tốt hơn, nó ráo tốt hơn chứ hả? Nhưng có à, mưa mà không đóng là sợ mưa, thành ra là tranh thủ đóng. À vậy hả, mưa mà đóng vô là nó hư hả, cho nên là mấy ảnh tranh thủ mà ảnh đóng nè. Mình là người Thanh Hóa hay người ở đâu đây? Còn người Nghệ An chú á. À Nghệ An đúng rồi, mình nghe chắc giọng là mình thấy là không phải là Thanh Hóa rồi. Dạ. À Nghệ An. Nghệ An vùng vùng nào đây? Là con Nghi Lộc. Nghi Lộc. Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Ha. Dạ. Anh Sơn Hà Tĩnh một phen vậy rồi. Đó là những bài thơ của nhà thơ nào mình không nhớ nữa, nhưng mà đều sáng tác vào những năm 1930 á, à, trong cái thời mà thời kháng chiến mà coi như là thành lập đảng đó, à, thời mà liên minh các đảng á, phải không? Thời đó là Bác Hồ phát động đấy, những cái vùng đó là đứng lên khởi nghĩa mạnh lắm, phải không? Cách mạng đấy. À, phòng cách mạng mà cái nôi của cách mạng đấy. Ở đó là có một người mà phải nói là nổi bật mà nổi tiếng cả thế giới luôn, đó là Bác Hồ đấy ha. Mình quê mình Nam Đàn hả? Dạ có, là Nghi Lộc. Nghi Lộc, Nghi Lộc là cách Nam Đàn bao xa? Dạ tôi nghe con sáng đây này có đi đường tắt vài chục cây hả? À đi đường tắt vài chục cây hả? Dạ. Tắt là tắt núi hả? Vâng. À tắt núi là phải đi bộ. Dạ, cùng chơi bây giờ đường thông thoảng sẽ đi được rồi. À, đường xa đi được rồi, hồi xưa thì phải đi bộ. Vài chục cây số vậy thì đường vòng chim bay cũng phải là 50 cây số. Và để vòng đi đường xa phải 50 cây. Ha. À. Tắt 20 cây thì đi đường vòng phải 60 cây đấy. Gần mà là xe cộ thông thường, đường dễ đi được. Là cảnh dừa. Mấy cây này nhỏ nhỏ tí xíu là mấy ông ấy sẽ luôn phất chặt bỏ luôn mà. Cải này thường là một theo cái chất lượng cải mà trồng ở đây như vậy thì một sào khoảng mấy tấn nè? Nếu mà mua cải đẹp á à, thì một sào khoảng được 6 thiên lên đến khoảng gần 2 tấn. Gần 2 tấn thôi hả? Là một cái đẹp á. Còn mùa này so với mấy cái đám này thì hiện tại thì nó tầm được tấn tư không? Làm được con sao hôm qua được. Được tấn tư hả? À sao hôm qua là được tấn tư. Bên kia nó nhỏ hơn. À bên kia nó nhỏ hơn, phía ngoài nó nhỏ hơn ha. Còn ngay chỗ này thì tốt nè. Cái vạt này tốt nè. Rồi bà xã cùng đi làm với mình cái việc này luôn hả cháu? Dạ không ạ. Bà xã làm đúng cái việc khác à. Cắt cháu hành ngô. À. Bà con mình đang đóng hàng rau đây, đóng để chở đi Hà Nội. Và chở bằng xe tải, không phải xe đông lạnh. Đóng bằng bao thưa này để mà nó
nó đỡ hầm không khí, nó không hư hàng. Nhưng mà yêu cầu rau là phải khô ráo. Thế mà khô ráo thì bây giờ bà con đang lo đây. Đóng thì chưa xong, còn ba hàng nữa, ba lúng nữa, mỗi người là hai phần lúng rồi đó. À, còn hai lúng rưỡi nữa, mỗi người hai phần lúng nữa. Mà trời mưa thì đang kéo từ Đà Lạt xuống tới đầu Định An rồi, phủ qua Thác Rang rồi. Còn chỉ có 2 cây số nữa là nó xuống tới đây, không biết là nó có xuống không. Mong là nếu mà nó có mưa thì cũng rất sơ thôi, để bà con chuyển hàng vô kịp, vô trong kho. Chắc đóng thì kịp tí, nhưng mà đều chuyển thì nó hơi sẽ bị mưa tí, thì chỉ sợ là nó ướt hàng, mà ướt hàng thì đưa ra một chỗ nó hư hàng. Anh em mặc dầu là làm thuê làm công đó, nhưng mà đều là có trách nhiệm lắm, nhìn thấy mưa đó đang lo lắng và đang tìm cách mà làm cho nhanh đi, nhưng mà không biết là ông trời ông tính sao thôi, đừng có phụ lòng bà con tội. Cho nên cái làm nông nghiệp đó, bà con thấy khổ lắm. Đến miệng ăn rồi, tức là chuẩn bị thu rồi, bỏ bao rồi, nhưng mà chưa chắc đâu. Lỡ mà ổng mưa một cái mà ra một kia nó trừ cái là cũng chết. Nó nói hư hàng nó trừ là cũng chết. Và cho nên là bà con đang ra sức mà làm đó. Mong cho trời đừng mưa nghe ông. Ông mưa là tội chết luôn. Mưa mù trời. Ra sương mù sống quá mà. Sương mù sống quá. Nhưng mà chim nó bay trên trời thôi. Nó đáp xuống cái vườn gì mới vừa gieo đó. Đó. Đi đám chim bồ câu nó xuống cái đám nào mà mới gieo. À lạng quạng cái đám ngò đây. Có cái chỗ cái nó không mọc cũng là chắc là chim bồ câu nó xuống nó ăn á. Bồ câu nó ăn hết á. Đây nhìn thấy bây giờ trời thì cái chỗ thì sáng vậy thấy không? Mây chỗ sáng vậy. À. Mà chỗ thì mây mù đen vậy đó, nặng trịch. Mà chuẩn bị một cái giống như là muốn chuẩn bị muốn đổ xuống vậy đó. Còn cái hướng nam nè, hướng tây nam là coi như là mưa ra hình thành rồi nè, mây hình thành ra đỉnh núi voi nè, nó kéo tới là sợ nhất là cái đám mây này thôi chứ không sợ đám mây nào hết. Quá chừng là mưa nó bao quanh luôn mà, nhưng mà may là cái vùng lõi trong này thường xuyên bị mưa, mà là hôm nay là may mắn cho anh em nè. Chở thì sắp hết rồi, đóng hàng thì cũng sắp xong rồi. Nam mới thấy mưa đó, bây giờ mưa trên núi rồi kìa. Hướng Đà Lạt thì vẫn còn mưa xa đó, không tới. Nhưng mà mưa bọc sâu núi voi thì nó sẽ tới đây rất là nhanh, anh em nó sợ ướt. Tranh thủ chở đây kìa. Anh em tranh thủ chở, cái nào đóng bao rồi tranh thủ chở về. Tranh thủ tới chở đó. Nhớ phụ đó. Đó, người hai bao tranh thủ chở về. Chở vô trong kho. Hàng này mình về mình chở Hà Nội ha anh? Vâng. Dạ. Mình là vừa ở Lạc Lâm. Là Lạc Lâm đó. Dạ. Từ Lạc Lâm mà chạy qua Đức Trọng mua cũng hay á. Ui giời. Nó rẻ quá bác ơi. Dạ. Người ta cắt hộ chứ. Lạc Lâm chạy qua tận Đức Trọng mua hàng đây. Mà hàng nó rẻ quá. Hàng rẻ quá. Ráng anh phải chở cho nó xong đi. Chở xong. Thu hoạch cho nó xong chở để mà đi đưa giao Hà Nội. Quá rẻ. Dạ. Cái này thì thua dạ. Nhưng mà thôi kệ lắm. Ừ. Có mùa này mùa kia. Đến sau cùng coi như là trời cũng mưa tới rồi mà đèn xe không nổ rồi. Dạ. Dừng đây cho ngấy nó tăng bo cái bao này đi anh. Là xe này không đi được. Cũng may là chở hết rồi. Giờ còn mấy bao? Mưa rồi không? Trời mưa tới rồi. Mưa tới rồi đó. Hạt mưa bắt đầu rơi. Anh chủ sợ ướt anh phải bác vô trời đó.
khó chưa? Làm nông rất là khó chứ không phải là sướng cái gì, mà cuối cùng rồi á là giá đang rất rất là thấp đây, thấy không? Chuẩn bị chạy mưa đây. Đó. Đang chuẩn bị chạy mưa. Mà hàng thì đóng chưa xong rồi. Mưa nó hối ngày sau đi. Tới ngày kia rồi. Mưa mù mình chạy kia rồi. Bà con vẫn phải đóng khổ như vậy. Mà trong khi đó giá thì rất là thấp. Máy của mình bị ướt rồi. Bắt đầu bị ướt rồi. Đó, chạy mưa đó. Đó, mưa ướt hết rồi. Đây cái chỗ 2 bao nữa. Dạ, còn 2 bao nữa thôi. Làm nông ấy khổ chưa? Anh chủ đứng lắc đầu. Giá thì không có. Giờ đưa ra người ta làm được bao nhiêu làm, mấy chục ngàn một bịch thôi.